Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, yeah, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về hạ thứ 24 à, Đức Phật ngài độ cho một thiếu niên 16 tuổi và ngài giao chú này cho người đệ tử của mình là và vị mà đã nhập chúng xuất gia hơn 13 ba năm và vị này cũng nhớ đến lời Phật dạy qua bài kinh chăn trâu để dẫn dắt chú Sê-di mới nhập đạo này thì trong cái bài kinh chăn trâu đó À, bài kinh mà Đức Phật ngài dạy cho à, vị tỳ kheo Vastika này à, lúc mà vị này mới xuất gia đó thì bài kinh chân trâu thì Đức Phật ngài có nói rõ là một đứa bé chân trâu giỏi là biết à, nhận dạng à, từng con trâu một cách dễ dàng, biết hình dáng của những con trâu đó, biết à, tắm rửa cho trâu biết chăm sóc vết thương, cho trâu biết đốt ung khối, à, ung mũi cho trâu, rồi biết tìm đường đi an toàn cho chúng, biết thương yêu chúng, biết chọn nơi an toàn à, cho chúng lội qua sông, biết những chỗ có cỏ non, có nước sạch cho chúng ăn uống, biết à, giữ gìn bảo trì những vùng để mà thả à, trâu và biết à, hướng dẫn những con trâu lớn làm gương cho những trâu nhỏ thì qua cái lời dạy à, về à, chăn trâu à, đức phật ngài liên hệ đến cái sự hành trì của các vị xuất gia thì chúng ta biết hình ảnh của con trâu à, rất là thân thuộc rất là gần gũi à, đối với à, người Ấn Độ với người Việt Nam chúng ta, cho nên Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh à, đứa bé chân trâu đó để mà dẫn dụ, để mà nhắc nhở à, những người xuất gia. Đó, thì trong cái bài kinh đó đó, à, bài kinh chân trâu này mà Đức Phật ngài dạy cho vị tỳ kheo Savatthika đó. À, lúc mà mới xuất gia đó thì lúc à, chăn trâu em bé đó những chú bé đó phải biết nhận ra à, được con trâu của mình à, thì đối với người xuất gia cũng phải biết nhận ra 32 thành phần cấu tạo nên sắc thân của mình à, nên có những bài pháp Đức Phật ngài dạy là phải quán về 32 à, cái thành phần à, ô ấy bất tịnh của thân mình để không có bám víu vào đó à, Không có bị hệ lụy vào đó. đó Rồi em bé Chân trâu biết hình tướng Của mỗi con trâu Thì người xuất gia cũng phải Biết những hành động của mình à, Những ý tưởng của mình à, Những lời nói của mình à, Nó đáng làm hay không đáng làm Đáng nói hay không đáng nói Đáng suy nghĩ hay không đáng suy nghĩ Rồi Nếu mà em bé chăn trâu biết cách tắm rửa sạch sẽ cho trâu thì người xuất gia đó thì cũng phải biết cách mà buông xả và gột sữa cho thân tâm à, được à, thanh tịnh à, gội sữa những cái sự tham dục si mê à, oán giận để tâm được thanh thản được tâm được thanh tịnh à, rồi nếu em bé chăn trâu biết cách chăm sóc À, những vết thương cho trâu thì người xuất gia cũng vậy phải biết gìn giữ à, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý à, cho được thanh tịnh không được à, không để cho sáu căn này nó bị sáu trần cảnh làm ô uế à, dẫn dắt ừ. rồi nếu em bé chăn trâu biết cách ung mũi cho trâu thì người xuất gia cũng vậy cũng phải biết đem đạo lý giải thoát à, dẫn dạy hướng dẫn cho người xung quanh à, để họ thoát khỏi sự đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. À, rồi nếu em bé chân trâu biết tìm đường đi an toàn cho trâu thì người xuất gia cũng vậy, cũng phải biết chỉ người khác con đường bắt chánh đạo à, chánh pháp à, để tránh sai những con đường À, đắm đuối vào danh lợi địa vị sắc dục à, để đến à, con đường hướng thượng, con đường giải thoát. Rồi nếu em chân trâu biết thương yêu trâu thì người xuất gia à, cũng phải biết thực hành à, tâm từ bi à, và lục độ vạn hạnh như là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn dục thiền định. À, rồi nếu em bé chân trâu biết chọn nơi an toàn cho trâu lội qua sông, thì người xuất gia cũng phải biết à, dùng à, tứ diệu đế à, khổ tập diệt đạo để à, để hướng dẫn để đưa chúng sanh à, từ bờ mê qua bờ giác. À, rồi nếu em bé chân trâu biết tìm chỗ có cỏ non nước sạch cho trâu ăn uống, thì người xuất gia cũng vậy à, cũng phải à, biết chỉ cho người khác thực hành à, Tứ niệm xứ à, để làm nhân giải thoát hay là cũng chỉ cho người khác à, biết à, à, bác chính đạo vân à, vân à, để giúp họ à, tu tập từ từ à, vượt qua những cái sự khổ đau à, để từ từ à, đạt đến quả à, vị à, thánh quả à, giải thoát à, nếu À, em bé chân trâu biết giữ gìn bảo trì những cái vùng thả trâu thì người xuất gia cũng vậy phải biết cẩn thận dè à, dặt trong việc mà tiếp xúc với quần chúng và thọ nhận cái sự cúng dường à, nếu mà không có à, tâm tầm quý à, thì chỉ lo việc mà thọ nhận cúng dường của đàn na tính thí mà không có chịu tu tập không có à, làm tròn cái bổn phận người xuất gia à, thượng cầu Phật đạo hóa chúng sanh không có làm tròn bổn phận là giáo hóa hướng dẫn người khác tu tập à, phát tâm với tam bảo à, thì sau này sẽ trả những quả báo à, xấu không à, rồi nếu mà em bé chăn trâu biết dùng những con trâu lớn làm những tấm gương cho những đàn trâu nhỏ sau thì người xuất gia cũng vậy À, cũng phải biết nương tựa vào đức hạnh của những vị à, thi nghi thức à, đi trước à, để à, nương vào đó hành trì và để chỉ dẫn, và để làm gương cho thế hệ sau. À, rồi à, Đức Phật ngày dựa vào bầu kinh chân châu đó mà nhắc những cái vị xuất sĩ, những vị xuất gia phải à, thực hành đúng theo những cái lời dạy như vậy đó thì chắc chắn là có thể à, đạt đến quả vị ở la hán à, trong vòng 6 năm tu học đó là trong à, kinh trung bộ à, và tăng chi bộ à, hay là kinh a hàm kinh phóng ngu đó à, thì chúng ta thấy đó trong bài kinh này đó à, Đức Phật ngài dựa vào cái cách chăn trâu của những em bé nhỏ những chú bé chăn trâu đó để nhắc người xuất gia Cũng phải chăn uh, con trâu trong tâm của mình uh, Cũng phải um, lo hoàng dương Phật Pháp Vân vân à, Thì nhớ lại cái bài kinh Chân trâu này đó uh, Vị này uh, uh, Satika này đó uh, Mới dùng hết những kinh nghiệm tu tập của mình uh, Cũng như là bài Pháp này Để dạy cho uh, chú Saji uh, Nang Đà. À, mới vừa xuất gia, à, đó đó là cái nhân duyên, mình Đức Phật ngài độ cho những à, chú bé à, nhập vào tăng đoàn à, thọ giới xây Sa trước, à, sau khi đủ tuổi 21 tuổi trở lên à, sẽ thọ đại giới. thì à, trong cái mùa hạ này, à, trong năm đó đó, à, Đức Phật ngài cũng trở về à, tỉnh xá à, kỳ viên ở À, thành à, à, gaham là thành vương xá đó à, thì lúc đó đó trong tăng đoàn có thông báo thưa thỉnh với Đức Phật là có một vị thượng tọa à, tên là Vakali à, đang bị đau bệnh rất là nặng à, và rất mong trông thấy mặt Phật trước khi qua đời và thị giả của vị thường tọa này đó đến đánh lễ Phật rồi bạch với Phật về cái tình trạng căn bệnh của vị này đang bệnh nặng thế nào đang ở nhà một cư sĩ làm đồ gốm trên núi Isigili thì vị thị giả này mới thỉnh Phật là thầy con bảo con thai thầy con đến đây à, cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn à, cung thỉnh Đức Thế Tôn đến hộ niệm cho thầy con đó, thì Đức Phật ngài hứa khả à, rồi ngài cùng với à, ngài An nan cũng như các vị đại đệ tử à, đến đó để mà hộ niệm cho à, vị thượng tọa bạc Kh này à, thì à, khi mà vị này à, thấy Đức Phật cũng như tăng đoàn à, đến thăm mình thì mới cố gắng à, gượng à, ngồi dậy nhưng mà không có ngồi nổi thì Đức Phật ngài đỡ vị này nằm xuống rồi nói là thôi ông đừng có cố gắng nữa à, cứ nằm xuống cho thoải mái à, như lai và thầy Anang ngồi ở trên cái ghế này cũng được rồi à, thì à, À, Phật và ngài Nan cũng như là tăng chúng ngồi xuống ghế. rồi ngài mới hỏi thăm à, tình trạng sức khỏe của thầy hiện nay thế nào. Trường đây có được thuyên giảm à, chút nào hay không? À, thì vị này mới thưa với Phật là bạch Thế Tôn, bệnh con không được thuyên giảm chút nào hết. À, sức khỏe của con ngày càng à, tệ đi. Con cảm thấy rất là khó chịu à, trong thân, lúc nào cũng đau nhức đó, thì Đức Phật Ngài mới à, khuyên à, Mới hỏi à, tâm thầy có được an hay không à, Thầy có lo lắng ân hận việc gì không à, Thì vị này mới thưa Bạch Thế Tôn Con có lo lắng và ân hận vì từ lâu nay Muốn đến thăm đảnh lễ Đức Thế Tôn Mà chưa có làm được việc đó Nhưng hôm nay có nhân duyên lành à, Con được nhìn mặt Đế Tôn như thế là con đã mãn nguyện rồi. À, thì Đức Phật ngài dạy đó à, không có cần phải thấy mặt nhau mới được gọi là gần nhau. Mỗi lúc mà à, thầy tinh tấn tu tập à, trì giới thanh tịnh à, đã có Như Lai bên cạnh à, thân ngũ ấm có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này đó à, cũng chỉ là vật giả tạm mà thôi. Cái tâm thanh tịnh à, của thầy và cái tâm thanh tịnh của ta À, không có ranh giới thì làm gì có sự xa cách. Đó. À, nếu ai thấy ta à, mà không thấy pháp của ta thì xa ta ngàn dặm. À, nếu mà thấy ta và thấy pháp của ta là gần ta. À, thì đây đây là cái câu mà ai cũng nhớ. Ha. À, nên chúng ta biết ở trong Đạo Phật à, là lấy cái tâm làm đầu, cái tâm làm chính à, chứ không phải là hình tướng. À, cái tâm đó nó không có bị giới hạn bởi không gian bởi thời gian à, cho nên Đức Phật ngài dạy đó nếu ai thấy Pháp tính là thấy Phật à, và ngược lại nếu ai thấy Phật chính là thấy pháp à, rồi à, cũng có dân duyên đó Đức Phật ngài dạy cho vị tỳ-kheo này đó à, ông có thấy sắc thân này là vô thường không à, ông có luyến tiếc nó không À, đây đây là điều mà Đức Phật Ngài nhắc Không phải chỉ riêng cho vị này nữa Mà nhắc cho hàng Phật tử chúng ta Mình có quán chiếu được hay không Quán chiếu được lại sắc thân Nó vô thường hay không Mình còn luyến tiếc nó không ừ, Thì vị này mới thưa với Phật Là Bạch Thế Tôn Con thấy rất rõ à, Sức khỏe của con Hiện giờ sa xúc từng giờ từng phút à, Cơ thể của con cũng đang hao mòn Và hại duyệt từng giờ từng phút À, cảm thọ và tri giác à, của con cũng lu mò dừng à, con không có liên tiếp xác thân này à, vì nó bây giờ đang làm con đau đớn và con cũng không thấy cái gì thật sự là của con à, cái gì thật là con nên à, 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 đây à, đức phật này nghe như vậy đó ngày mới tháng tháng oh, lần thai à, vọng phật điều vô thường và không tự ngã. À, um, nhưng cái biết vạn vật là vô thường, không có tự ngã chính là tri kiến của chư Phật, là tri bát nhã của chư Phật, à, là Phật tánh, là chân tâm của buôn loài. <laughs> cái Phật tánh đó, chân tâm đó, tri Bắc nhã đó, tri kiến đó nó không bao giờ hoại diệt. À, nhưng muốn chứng được cái chân tâm thường lạc ngã tịnh đó đó. Thì trước hết phải dứt trừ sự chấp ngã bằng chấp pháp à, thì đây đó à, chúng ta thấy Đức Phật ngài nói thẳng à, đối với những ai mà muốn à, sống trở lại cái chân tâm thường lạc ngã Tịnh đó à, cũng giống như bài kinh đại đức bàn Đức Phật cũng nhắc lại đó à, chân tâm đó à, nó thường hằng nó an lạc à, à, là cái bản tính chân tịnh thanh tịnh sẵn có À, thì phải chức trừ hết những sự chấp pháp và chấp ngã à, thì đối với chúng ta đó thì chúng ta phạm phu à, thường đắm đuối vào cái thân xác này thường cung phụng cho thân xác này à, rồi chạy đuổi theo danh vọng địa vị tiền bạc của cải thức ăn nước uống vân vân để bổ dưỡng cho thân mình để hỗ trợ thân mình à, để có tiếng tâm vân vân À, nhưng mà khi cái thân này đó nó tan rã thì tất cả á, đều trở về cho bụi không còn cái gì là của mình hết nên ở đây à, đức phật ngài nghe cái vị này á, bạch với phật là bây giờ thân con um, chỗ nào cũng bị đau nhức hết à, rất là um, khổ sở cho nên dựa vào đó mà phật nhắc vị này đó ông có thấy cái thân là vô thường hay không À, thấy cái thân nó không phải là bản ngã chân thật của mình hay không Thì vị này mới thưa là vâng con đã thấy rõ vì nó làm con khổ làm con đau nhức à, con không thấy cái gì thật là của con hết à, thì đó là điều mà những vị thánh tăng các ngài thấy rõ à, những cái giây phút mà thập chữ nhất sinh những giây phút mà sắp lìa đời như vậy à, rồi Đức Phật ngài cũng nhắc lại à, cái À, thân ôi bất tỉnh này Thân vô thường bại hoại này đó, à, Ai cũng phải à, Trải qua Cái sanh già bệnh chết hết Nhưng trong cái thân vô thường này Trong cái thân ôi bất tỉnh này Nó có một cái thường hằng Có cái chân tâm à, Thường lạc ngã tịnh à, Mình phải sống à, với nó à, Muốn sống được đó, Sống để cái tánh giác đó, đó, đó Thì phải À, bỏ à, cái sự chấp ngã và chấp pháp chấp vào cái thân xác này à, chấp vào cái tâm vọng động này chấp ngay cả những cái pháp mà hành trì nữa cái bất cứ những gì à, mà liên hệ đến mình à, thì à, à, ngay lúc đó đó vị tỳ kheo này đó và kali này đó à, mới rơi nước mắt và thưa quý phật là trong giờ phút khó khăn này đó còn lại có được phước báo được lãnh thọ lời dạy vàng ngọc vô giá của đức thế tôn à, từ ngày được thế tôn cho xuất gia đến nay con thường quán niệm à, vàng vật đều vô thường à, không có tự ngã tất cả chúng sanh đều có chơn tâm phật tánh à, đầy đủ bốn đức à, thường lạc ngã tịnh à, nhưng hôm nay lại À, được nghe chính từ kim khẩu đức thế tôn nhắc nhở lời đó trong giờ phút này con cảm thấy rất là hạnh phúc à, rất là hoan hỉ à, xin à, à, cung kính đức thế tôn bây giờ con cảm thấy tâm con hoàn toàn an ổn à, thân con không còn đau nhức nữa à, con xin hẹn gặp lại đức thế tôn trong chánh pháp. À, thì đây vị này mới thỉnh đức phật mới thưa đức phật à, là từ lúc mà xuất gia à, à, cho đến à, lúc này đó lúc mà nằm trên giường bệnh này đó vị này thường quán niệm những cái điều đó à, quán niệm về tất cả muôn vật đều là vô thường à, không có tự ngã à, không có bản ngã chân thật à, à, việc đến việc đi à, việc thành việc bại hơn thua và vân vân không có gì là trường cũ thường hàng hết nó đều thay đổi theo cái dòng vô thường từ thân mạng của mình từ vạn vật trong vũ trụ và ngay cả trừ trong cái tâm thức của mình nhưng trong cái sự vô thường đó trong cái sự mà không có bản ngã chất thật đó nó có cái tánh giác thanh tịnh đầy đủ bốn đức thường lạc nhã tịnh À, rồi hôm nay à, có nhân duyên lành thiện lớn à, được đức thế tôn nhắc nhở à, những cái điều này nữa cho nên vị này cảm thấy rất là hạnh phúc cảm thấy rất là hoan hỷ à, và ngay cả bây giờ vị tăng bệnh đó đó à, khi nghe những cái lời Phật dạy lại những cái điều đó đó à, thì tuy rằng cái thân bệnh À, nhưng tâm cảm thấy hoàn toàn thanh tịnh à, nên do cái tâm thanh tịnh nên không có còn cảm thấy đau nhức nữa à, nên chúng ta thấy đó à, là đối với mỗi chúng ta à, trong cuộc sống hàng ngày à, nếu mà chúng ta còn bám víu vào cái thân của mình bám víu vào à, à, tài sản của cái vật chất À, bấm phiếu vào danh vọng địa vị vân vân thì những khi mà thân mình đau bệnh những khi mà mình à, thiếu thốn à, thức ăn nước uống hay mình à, không có à, đầy đủ những tài sản của cả vật chất hoặc là mình à, bị đánh mất à, những cái của cải tài sản đó đó mình cảm cảm thấy như là đau nhói trong tim như các Ruột, các gan các da các thịt của mình vì mình cho rằng những cái vật đó nó là thật nó liên hệ với mình suốt đời suốt kiếp nhưng trong cái lẽ thật là chúng có đến có đi theo cái cơn vô thường Sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không chứ không có cái vật gì theo mình mãi và ngay cả cái thân của mình mình không có giữ được nữa Ừ, nên à, à, khi đối với à, những cái điều đó đối mặt với những cái điều đó khi thân bệnh à, khi mất đi tài sản của cả gì à, khi chiếc xe hư vân à, vân thì chúng ta cảm thấy đau khổ à, vì chúng ta còn luyến tuyết cần đắm trước à, những cái món đồ đó những cái vật đó à, nhưng mà đối với các vị thánh tăng À, các ngài thẩm thấu được à, lẽ thật à, của cuộc đời, cái sự vô thường của cuộc đời, của nhân sinh vũ trụ, của thân mạng của mình, cho nên tuy thân đau bệnh nhưng tâm các ngài thanh tịnh, do đó mà cái thân nó không còn là cái chướng duyên chướng ngại à, với tâm thức của các ngài. Nhưng mà đối với phàm phu chúng ta, à, vì chúng ta chưa có đủ định lực, à, chưa có đủ trí huệ chưa có thẩm thấu chưa có nhìn xuyên, nhìn xuyên nhìn thấu đáo thấu triệt à, nên khi thân bệnh thì mình lại đau khổ lại buồn phiền lại trách móc à, à, lại à, bực tức à, nên tâm bất an à, đó là lúc mà mình đau bệnh bình thường à, đừng nói chi là lúc mà À, bốn đại này nó sắp tăng rã à, khi um, cơn vô thường đến à, thì chúng ta lại càng đau khổ nhiều hơn nữa nên à, khi đọc qua những cái bài kinh này đọc qua những câu chuyện này à, chúng ta nhớ lại những cái điều Phật dạy rất là thiết thực à, rồi chúng ta nhớ lại à, cái sự thành tựu à, của các vị đại đệ tử của ngài à, à, Thẩm thấu được À, những cái điều này à, nên tuy thân bệnh nhưng tâm không có bệnh, à, tuy thân đau khổ nhưng à, tâm à, lại được thanh tịnh, lại được thanh thản à, là vì sống với pháp, vì trực nhận được cái vấn đề, vì thấu rõ được cái lẽ thật à, của thân mạng của mình, um, của nhân sinh vũ trụ, cho nên mới à, có cái sự thanh thản an lạc đó. Ừ, chứ bằng không à, là vì chúng ta lúc nào cũng nghĩ cái thân mình là thiệt cái cảnh ngoài là thiệt à, nhà cửa ruộng vườn à, xe cộ địa vị vân vân là thiệt à, nên khi mà bị bệnh hoạn à, khi mà sắc thân nó yếu dần hay là sắp qua đời à, thì chúng ta sẽ bối rối chúng sẽ sẽ hoang mang À, không biết nương vào đâu biết nhâm trường chúng ta nương vào cái xác thân này để chúng ta sống nhưng giờ nó sắp tăng rã rồi đó à, mình không có chỗ nơi nương tựa nữa thì chắc chắn mình sẽ bối rối sẽ hoảng sợ đó là cái tâm điểm chung của Phàm phu chúng ta à, lúc bệnh hoạn hay à, lúc sắp lìa đời nên khi mà thẩm thấu được à, những cái điều này thì chúng ta sẽ chấp nhận được à có thân là phải có bệnh, à, có thân là phải có khổ. Nhưng à, nếu hiểu được điều đó, chấp nhận được điều đó và nhất là trong cái thân vô thường, à, thân à, tứ đại à, đất nước gió lửa hợp thành này nó có cái pháp thân thường trụ, có cái tánh giác thường hằng. Mình sống được cái tánh giác đó thì cái thân nó có vô thường bại hoại, nó có bệnh hoạn gì đi nữa đó mình cũng không có màng, mình cũng không có um, bận biệu, không có nghĩ đến nhiều. Đó, còn nếu không nên chỉ chấp vợ xác thân thì chắc chắn vừa khổ thân và vừa khổ tâm nữa. Ừ, nên đây là cái điều mà chúng ta thấy là rất là thiết thực chỉ có các vị thánh tăng, các vị uh, uh, thượng uh, căn thượng trí các ngài mới thẩm thấu được uh, nhưng mà đối với Phàm phu chúng ta, Chúng ta cố gắng nhớ được điều gì đỡ cho chúng ta điều đó. Nên đôi khi những lúc mà chúng tôi đi thăm quý Phật tử bị bệnh ở nhà hoặc là ở nhà thương, chúng tôi thường nhắc cái điều này. Tuy thân bệnh mà tâm không bệnh. Để giữ cái tâm mình thanh tịnh, thanh thản. Mỗi khi mình biết sống lại với tánh giác của mình. Mỗi khi mình quán chiếu được cái thân này là vô thường. À, nó có sanh, có dập, có bệnh, có chết là bình thường Thì như vậy đó Thì tâm mới được thanh thản Mới được an lạc à, Mới sống lấy cái tánh giác của mình được Chứ bằng không sẽ à, khổ sở Sẽ hoang mang à, Sẽ bối rối à, Thì à, ngay lúc đó đó Sau khi mà nghe vị này bạch với Phật như vậy đó Là đã thẩm thấu được Vạn vật là vô thường À, sống trở lại với chân tâm thanh tịnh rồi đó, nên toàn thân à, không còn cảm thấy đau nhức nữa. Tuy thân có đau nhưng mà không còn cảm thấy gì cái tâm thanh tịnh, à, gì tâm thanh thản. À, nên à, à, lúc đó đó, à, Đức Phật ngài lại giải thêm lần thai này ba Kali à, ông hãy can đảm lên. À, lúc nào ta cũng ở bên cạnh ông. À, sau khi Đức Phật và Ngài a nan cùng với đại chúng à, Bước ra khỏi cửa đó à, Thì à, vị thường tọa này đó Bảo thị giả à, Nhờ người khiêng à, Thầy vào luôn cả cái giường bệnh đó, Ra ngoài sườn núi à, Đặt dưới bóng mát Một tàn cây cổ thụ à, Rồi vị này nằm đó Nhiếp tâm an tịnh à, Đến sớm chiều Thì nhập diệt Thì được tin như vậy đó được tin vị này đã nhập diệt rồi đó đức phật Ngài mới đối với tăng chúng là bakali đã được giải thoát à, đó đó là chúng ta thấy cách mà đức phật Ngài hộ niệm à, cho những người sắp mất nhất là các vị à, xuất gia đệ tử của ngài à, à, đương nhiên đối với phạm phu chúng ta trong hiện đời à, những lúc mà phật tử à, sắp mất có cung thỉnh quý thầy quý cô đến tụng kinh đến niệm Phật đến bái sám, à, đương nhiên cũng có khai thị nữa, ừ, nhưng mà tùy theo cái nhân duyên, tùy theo phước báo, tùy theo căn cơ của mỗi vị, à, có thể có những vị mà hiểu đạo thâm sâu, có thực hành ừ, chân chánh, à, thì ừ, khi nghe những cái lời hộ niệm, à, khi nghe những lời à, khuyến tấn thì chắc chắn à, vì đó sẽ buông xả cái tâm của mình à, không có dính mắt nữa thì sẽ được thanh thản an lạc hơn. À, lúc sắp qua đời còn bằng không. nếu chưa bao giờ mà biết chùa chiền, à, chưa bao giờ mà biết tu tập thì có hộ niệm, à, có tụng kinh, à, có à, niệm Phật vân vân thì nếu mà vị đó đó nương vào lời kinh tiếng kệ thì đương nhiên cũng tốt à, để à, hướng vào những cảnh giới lành thiện. À, À, đó là cái phước báo à, ừ, cho có cái phước duyên à, gần gũi tam bảo. Còn nếu mà không có cái phước duyên thì rất là khó. À, nên à, khi mà chúng ta hộ niệm cho những vị đang bệnh hay những vị sắp mất ha, thì phải nên có những lời khuyên tấn, lời nhắc nhở cho những cái vị đó để biết được cái cảnh đời vô thường. À, biết được cái thân xác này à, nó cũng phải trải qua cái định luật à, à, vô thường đó Sanh già bệnh chết đó thì bị à, đó mới không có dính mắc mình nhờ không dính mắc mới đi được thanh thán an lạc à, mới đến cõi lành thiện à, hoặc là mới hướng về cõi phật không rồi à, sau đó đó tức Phật ngài à, à, cùng với tăng chúng á hai tuần sau lên đường đi đến Nalanda rồi đến Visali rồi tại dẫn đường trùng cát á thì Đức Phật ngài cũng dạy cho những vị xuất gia vị Tỳ kheo cách vượt qua cái sự đau khổ. thì cái điểm chính chúng ta nhớ ha, Đức Phật ngài luôn lúc nào cũng nhắc. À, hàng Phật tử Làm sao Mà thoát khỏi Cái sự đau khổ Để đạt đến sự an lạc à, Là phải Nhận thức được um, Cái Lẽ sống của cuộc đời Cái sự thật của cuộc đời thế nào Thì trong cái lần đó đó Đức Phật Ngài dạy đó để các thầy Đời là bể khổ à, Nào phải lo Sinh Sống Rồi Phải bị Già bệnh chết à, Rồi bị À, sự chia ly khi mình thương nhau à, khi à, ghét nhau mà lại gần gũi nhau rồi bị những cái điều bất như ý cầu không được à, thì nên à, đó là tám cái lẽ khổ về thân và tâm ai cũng phải trải qua do đó mà trên đời này ít nhiều gì à, không có ai tránh khỏi những cái điều đau khổ đó nhưng mà đối với người biết tu, người có thực chứng thánh quả thì cảm thọ sự đau khổ khác nhau. À, người thường à, do tham sân si làm gia tâm sự đau khổ nên cảm thọ về đau khổ càng lớn. Còn người biết tu à, nhận nhịn chịu sự đau khổ đó đó không làm tăng lên sự đau khổ, à, nhưng cũng chưa có thể biết cách à, cắt đứt cái sự đau khổ đó. À, còn bậc thánh nhân à, do công phu tu tập à, thiền định và quán tưởng cho nên à, biết thu nhiếp sáu căn à, để sáu căn được thanh tịnh nên cảm thọ về sự đau khổ giảm dần à, định lực và trí lực càng tăng càng sáng sáu căn càng thanh tịnh à, thì đau khổ à, càng giảm hết à, thì đó trong cái bài pháp đó đức phật ngài nhắc thêm À, người tu căn viên thông giữ mắt tay mũi lưỡi thân ý đều thanh tịnh à, siêu thoát à, mọi khổ đau à, đó là trong bài kinh pháp cú à, bài 360 361 thì lúc đó đó Đức Phật ngài nói xong ngài cầm một cái hòn đá à, đưa lên ngài hỏi này các thầy à, hòn đá trong tay của ta và cái núi tượng đầu cái nào lớn hơn À, thì um, Chư tăng mới bạch với Phật là Bạch Thế Tôn so với núi tượng đầu thì cái hòn đá trong tay của ngài rất là nhỏ hầu như là vô nghĩa thì dựa vào đó đó Đức Phật Ngài cũng dạy cũng như thế này các thầy trong cùng một cảnh khổ người không biết tu uh, có cảm thọ khổ lớn như núi tượng đầu uh, còn bậc thánh nhân có cảm thọ khổ uh, chỉ bằng hòn đá này, À, này các thầy ví dụ như có một người à, bị trúng một mũi tên người đó cảm thấy đau đớn nhất à, nhưng nếu một mũi tên thứ hai bay tới cắm đúng vào chỗ vết thương đó thì cái đau nhất đó chắc chắn càng lớn hơn bội phần và nếu có một mũi tên thứ ba bay tới đúng vào chỗ vết thương đó nữa thì sự đau nhất là càng lớn gấp trăm lần à, các thầy nên biết À, vọng tưởng ngã kiến ngã ái tham sân si à, cũng như mũi tên thứ hai thứ ba thứ tư vân vân à, chúng làm cho cảm thọ đau khổ gia tăng gấp bội thì ngài nói tiếp làm à, này các thầy khi một bậc thánh nhân nhập đại định thì dù có 500 trăm cỗ xe đi ngang qua trước mặt à, hoặc trời giông bão sấm sét à, cũng không hề bị quấy rầy mọi cảm thọ đều vắng bạc, à, vị ấy luôn luôn có cảm giác an lạc, à, không bao giờ cảm thấy bị quý nhiễu. À, đối với vị ấy không có ngã và ngã sở, thì căn và trần không còn nương vào đâu à, để sinh ra à, thức và cảm thọ nữa. À, thì à, nói tóm tắt lại ha cái phần này à, Đức Phật ngài à, nói rất là rõ. Ngài so sánh một cục đá, ngài cầm trong tay. Với cái núi tượng đầu Thì Ngài hỏi Chư Tăng là cái nào lớn hơn à, Thì đương nhiên Chư Tăng mới thưa với Phật Là hòn đá trong tay của Ngài à, Rất là nhỏ bé hầu như vô nghĩa Khi so sánh với cái núi tượng đầu đó Thì Đức Phật Ngài à, dựa vào đó mà dạy đó à, Cũng vậy đó Trong một cùng tỉnh khổ Nhưng nếu mà người không biết tu á thì cảm thấy cảm thọ khổ đó Nó lớn Nó nhiều à, Còn những vị mà biết tu tập Các vị thánh nhân á, Có cảm thọ khổ đó Chỉ bằng một cái Hòn đá này thôi à, Nên chúng ta thấy Trong cuộc sống hàng ngày đó Nếu mà đối với chúng sanh chúng ta Chúng ta chấp vào thân Chúng ta chấp vào sự ăn uống Ngủ nghỉ Chúng ta chấp vào À, thức ăn nước uống chúng ta chấp vào danh vọng địa vị vân vân à, càng chấp nhiều thì chúng ta càng bị trói bột trong đó à, khi chúng ta à, mất danh vọng địa vị khi chúng ta không có tiền bạc của cái, à, khi chúng ta đối khác vân vân à, thì chúng ta sẽ bị khổ đau nhiều à, còn đối với các vị thánh nhân à, các vị à, Thiện tri thức à, các ngài vì không có bám víu vào à, à, ngũ dục ha, tài sắc danh thuộc thủy đó cho nên à, các ngài giữ cái sự thanh thản an lạc đó có thể cái thân bệnh à, thì có thể cảm thọ khổ mà thôi à, còn việc gì đến à, việc đi đến việc gì đi là việc gì đi cho các ngài không có dính mắt không bị trói trong đó à, à, nên mới cảm thấy an lạc hơn À, còn đối với chúng sanh chúng ta đó à, cứ bị hết chuyện này trối đến chuyện kia buộc à, rồi cứ khổ khổ vì vợ con à, khổ vì chồng con à, khổ vì cha mẹ khổ vì anh chị em à, khổ vì à, những người xung quanh à, người thương người ghét người hỗ trợ à, người phá mình à, biết bao nhiêu cái việc mà oan tương báo, á, rồi à, cứ buồn phiền à, hết người này, buồn phiền hết người khác. À, rồi người khác cũng à, làm mình buồn phiền à, và cùng nhau chịu khổ. À, cho nên à, không bao giờ mà thoát ra khỏi cái vòng lẫn ứng đó. Ừ, mình đi làm à, ở trong hãng xưởng, bị người khác chửi mắng, à, bị người khác nói lên nói xuống. À, nói nặng nói nhẹ à, à, bị người khác ganh tị vân vân à, rồi về nhà ừ, hoặc gặp vợ hoặc là chồng nếu không có hiểu mình à, à, Khi mình đi làm về chưa mệt về thân vừa mệt về tâm buồn phiền ở hãng sướng à, mà vợ hay chồng hay con cái anh chị em không có hiểu à, lại cằn nhằn à, lại làm chuyện này chuyện nọ là mình càng khổ hơn khi mình cần khổ mình cần bực thì mình sẽ à, có những cái lời nói nói không có nhẹ nhàng à, nói không có ái ngữ có những lời nói cộc cằn những hành động thô tháo vân vân à, thì khiến cho họ khổ họ buồn à, và mình cứ làm buồn khổ với nhau như vậy đó à, trong cái dòng như vậy đó à, không bao giờ dừng không bao giờ dứt à, nên À, không có thẩm thấu được điều đó, không có sự tu tập thì chắc chắn à, cứ ngày này qua ngày nọ, cứ thời khắc này qua thời khắc khác, mình cứ bị khổ đau chồng chất về thân, về tâm vân vân. À, nên ở đây đó, Đức Phật ngài cũng lấy cái ví dụ đó à, như một cái người mà trúng một mũi tên rồi thì chắc chắn là cảm thấy đau nhất rồi, nhưng lại có mũi tên thứ hai, à, rồi có mũi tên thứ ba, thứ tư, thứ năm vân vân cứ nhắm vào cái à, à, điểm đó à, à, mà bắn tới thì chắc chắn sẽ bị đau khổ càng à, nhiều bội phần trăm phần ngàn phần thì cũng vậy đó mỗi lần mà chúng ta có khởi lên cái vọng tưởng à, khởi lên cái ngã kiến ngã ái tham sân si vân vân thì cũng như là những cái mũi tên thứ hai thứ ba thứ tư nó nhắm đến làm cho mình lại cảm thọ khổ nữa à, là ví dụ như <laughs> à, có người nào đó họ chửi mình rồi à, mình bị đau khổ ngay lúc đó rồi à, rồi mình về nhà mình lại nhớ lại cái câu mà họ chửi mình à, đó là do vọng tưởng à, vọng tưởng nghĩ đến cái câu mà họ chửi mình mình lại buồn bực đau khổ một lần nữa lần thứ hai À, cũng giống như là cái mũi tên nó bắn à, trúng cái chỗ đào à, đó là cái mũi tên thứ hai à, rồi ngã kiến do à, mình bám víu vào chấp trước vào à, mình nghĩ à, à, tại sao mà họ dám chửi mình mình là như vậy mình không có làm sai mình à, là người chủ hay là người thợ gì đó vân vân à, do cái sự chấp ngã đó đó, mình nghĩ rằng tại sao họ dám chửi mình như vậy đó do sự uh, suy nghĩ như vậy đó cho uh, sự chấp vào ngã kiến như vậy uh, nên mình lại càng đau hơn nữa đó là cái mũi tên thứ ba nó bắn trúng ở cái chỗ đau đó uh, rồi ngã ái ha? Uh, ngã ái là mình chấp vào cái thân mình uh, chấp vào cái lời ăn tiếng nói nên khi nghe họ chửi mình uh, mình lại thêm buồn bực nữa vì mình Nghĩ thân mình là thiệt Tâm mình là thiệt Mình là con người thật à, à, Cái quyền lợi địa vị của mình là thật à, Cho nên mình lại thêm đau khổ nữa Đó là cái mũi tên thứ tư à, à, Rồi khi mình khởi cái tâm Sân lên bực tức à, Tại sao họ dám chữa mình Đó là mũi tên thứ năm Nó bắn vào Cho nên cái cảm thọ Đau khổ nó càng gia tăng à, Còn các vị thanh nhân do tâm các ngài thanh tịnh, do tâm các ngài à, định tĩnh nên à, không có dướng mắt vào à, sự mà chấp ngã, không có khởi những vọng tâm vọng niệm, à, không có khởi những tâm tham tâm sân vân vân. Thì các ngài an nhiên tự tại, à, có người khác chửi mắng các ngài cũng giữ được cái tâm thanh tịnh của mình. Cũng nhóm câu chuyện uh, của ngài sa lợi phất mà chúng ta đã học rồi à, ngài bị một vị tăng vua khống mà ngài à, bà thuyết Phật là ngài lúc nào cũng quán chiếu tâm của ngài như đất à, bình như đất à, ai sĩ vả lên ai đập chấm lên cũng không có động à, tâm của ngài như lửa à, à, ai đốt cái gì à, cũng không có hề hấn À, có đốt bao nhiêu, có đốt cái gì nữa à, cũng không có làm ô nhiễm cái tâm của ngài, à, như nước cũng vậy, à, nước nào cũng, cũng chảy trôi, à, không có ai cắt, không ai chặt được, không ai làm nó dơ bẩn được, à, tâm ngài cũng vậy. thì đó, đó là tâm của các vị thánh, tâm ngài an nhiên tự tại. À, rồi. và khi nhập đại định, thì dù có 500 cổ xe có đi ngang qua trước mặt, hoặc là trời giông bão sấm sét cũng không có bị uh, động tâm uh, nên um, nhờ giữ tâm như vậy đó tâm của ngài an nhiên tự tại uh, thì làm gì mà có sanh thức uh, để mà cảm thọ nữa uh, đó đó là điều mà Đức Phật ngài nhắc ngài dạy uh, uh, ở với uh, chư tăng là vậy đó uh, rồi ngài dạy thêm để các thầy uh, tu tập uh, căn viên thông À, chính là phương pháp diệt trừ các cảm thọ. Trong đó có cảm thọ đau khổ. Ừ. À, sáu căn đối với sáu trần không sanh ra sáu thức thì cảm thọ không có nhân duyên gì để phát sanh. À, thì đó đó là điều mà Đức Phật ngài nhắc ngài dạy cho hàng đệ, đệ tử của ngài. Và dạ, thôi à, đã đến giờ à, chúng ta tạm dừng ở đây để kỳ sau à, chúng ta sẽ học tiếp. Dạ. Nam mô Bổng sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin chào quý vị